Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn một ghế spa này, ghế bar này, ghế trang điểm, ghế cưới lễ tân, mẫu tổ ong bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là có tất cả 4 màu mọi người ạ. Đấy, đến gần đây mình sẽ quay từng màu cho các bạn xem này. Đầu tiên là màu đen này mọi người này. Màu nâu vàng này. Màu đỏ này. Và màu nâu cà phê nhá mọi người nhá. Mặt của ghế là chất liệu bóng da mọi người ạ. Kiểu dáng rất là đẹp và sang nhá mọi người nhá. Đấy, các bạn nhìn quanh này. Độ đường kính của nó là 33 cm, độ dày là 7 cm. Khi các bạn mua mặt ghế thì các bạn lưu ý giúp mình đo khoảng cách hai lỗ ngang nhé. Lỗ 8 thì các bạn chọn là lỗ 8 nhé. Lỗ 10 thì các bạn chọn là lỗ 10 nhé. Các bạn lưu ý chọn đúng lỗ để bên mình gửi đúng sản phẩm cho các bạn nhé. Mặt ghế của nó là chịu lực sản phẩm rất chi là ok mọi người ạ. Khi mình nhặn lên như này này các bạn này, thấy không? Độ sản phẩm sản hồi hồi lại rất chi là nhanh này. Chất liệu của da dễ dàng lau chùi khi bật này đấy. Thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Các bạn cần tư vấn kỹ hơn gì về sản phẩm thì các bạn cứ vui lòng inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.